Sáng nay cành hoa mai nở báo tin mùa xuân đã về. Đêm qua chuông chuông ngân đồ xua tan mùa đông giá băng. Đến mai khắp khung trời để người vui bên mọi người. Mùa xuân đi qua từng góc phố, xuân trong kia thiên nụ cười an vui. Tìm đâu trong cõi vô thường lòng người vẫn xanh, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thắm lạnh mai càng thêm thắm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát xanh. Tìm đâu trong cuộc bể dâu chân lý dù vơi vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn thoáng bay về nơi cuối trời, chắp tay tâm thành khấn nguyện xin cho bình an khắp nơi. Để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn xao xuyến, xuân trong kia thiên nụ cười an nhiên. Trong cõi vô thường lòng người vẫn xanh, mai vẫn nở dù đời có mong manh. Sương thắm lạnh mai càng thêm thắm, tô điểm cho đời mùa xuân ngát xanh. Tìm đâu trong cuộc bể dâu chân lý dù vơi vang vọng khắp năm châu. Tâm Phật dạng người tình thương mến mang đến cho đời mùa xuân bất tận. Gió đưa mùi hương chiến đàn thoáng bay về nơi cuối trời, chắp tay tâm thành khấn nguyện xin cho bình an khắp nơi. Để tiếng ca khắp khung trời, để tình thương cho cuộc đời. Mùa xuân sang tâm hồn xao xuyến, xuân trong kia thiên nụ cười an nhiên. Mùa xuân sang tâm hồn xao xuyến, xuân trong kia thiên nụ cười vẫn say. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho buổi lễ diễn ra có sự chứng minh của chư Phật cùng chư Bồ Tát cũng như chư vị Tổ sư, giờ phút này chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa chủ trì khởi niệm Đức Bổn Sư Thích Ca ba lần để cầu Ngài gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Chủ trì cùng Chư Tôn Thiện Đức Tăng Trì Diệu Pháp an tọa. Mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, thay lời ban tổ chức, chúng con xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe an lành đến Thượng tọa Chủ trì và Chư Tôn Thiền Đức Tăng Chùa Diệu Pháp. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chào hoan hỷ đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng tọa Chủ trì Chùa Diệu Pháp cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Chùa Diệu Pháp. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay ngày 18 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, chúng ta đã cùng nhau đi qua gần hết một năm với tất cả những nỗ lực, phấn đấu. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao khó khăn để có được những thành tựu Phật sự như ngày hôm nay. Một năm nữa đã sắp kết thúc và một năm mới đã chuẩn bị sang để trân trọng những thành quả đóng góp của tất cả mọi người, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Chùa Diệu Pháp và đặc biệt là Thượng tọa Chủ trì Chùa Diệu Pháp, cũng như toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tu học Chùa Diệu Pháp, mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp, hội đồng hương làng Thượng Nông và gia đình Phật tử Sen Hồng, tất cả đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ tất niên để cùng nhìn lại thành quả của một năm với những thành tựu cũng như những mặt còn hạn chế chưa thành tựu. Từ đó cùng nhau chung vui những thành quả đạt được cũng như vạch ra những đường hướng tốt đẹp cho năm mới sắp đến. Và đó cũng chính là lý do cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin mọi người một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay để cùng vui chào đón buổi lễ tất niên đạo tràng tu học mái ấm tình thương làng Thượng Nông gia đình Phật tử Sen Hồng Chùa Diệu Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước hết chúng con xin được cung kính giới thiệu trên hàng ghế chứng minh trung ương là Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Nguyên Pháp, trụ trì Chùa Diệu Pháp, chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu nơi hàng ghế chứng minh trung ương và nơi hai giải bàn hai bên là Chư Tăng chúng Chùa Diệu Pháp đồng chứng minh và tham dự buổi lễ. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu chung. Về tham dự buổi lễ hôm nay, xin được trân trọng chào đón và giới thiệu ban liên lạc cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tu học Chùa Diệu Pháp, ban lãnh đạo và nhân viên các cụ trong mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp, cùng các mạnh thường quân Chùa Diệu Pháp, cũng như hội đồng hương, hội trưởng hội đồng hương, cũng như ban liên lạc hội đồng hương làng Thượng Nông Chùa Diệu Pháp, ban huynh trưởng, quý phụ huynh cùng toàn thể các em đoàn sinh trong gia đình Phật tử Sen Hồng Chùa Diệu Pháp. Xin tất cả mọi người hãy cho một tràng pháo tay để chào đón. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng tọa Chủ trì cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Chùa Diệu Pháp. Chương trình buổi lễ tất niên ngày hôm nay được diễn ra như sau: một, niệm Phật cầu gia hộ; hai, tuyên bố lý do; ba, giới thiệu thành phần tham dự; bốn, thông qua chương trình; năm, báo cáo tổng kết cuối năm của các ban đạo tràng tu học Chùa Diệu Pháp, mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp, hội đồng hương làng Thượng Nông Chùa Diệu Pháp và gia đình Phật tử Sen Hồng Chùa Diệu Pháp; sáu là phần tặng quà, trước hết là tặng quà tinh tấn cho Phật tử đạo tràng Chùa Diệu Pháp, kế là thầy chủ nhiệm khóa tu và quý Phật tử
Trong đạo tràng sẽ trao tặng quà Tết cho các cụ trong mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp. Kế nữa là thầy chủ nhiệm gia đình Phật tử Sen Hồng sẽ tặng thưởng cho các em đoàn sinh có thành tích học tập tốt nhất trong năm qua. Và 7 sẽ là phần đạo từ của thầy chủ trì. 8 là thầy chủ trì sẽ tặng quà cũng như thiệp chúc Tết đến toàn thể Phật tử với sự tặng quà đại diện của các ban. 9 là hồi hướng và chụp hình lưu niệm. 10 là tiệc chay thân mật cuối năm nơi tầng giữa của tòa nhà này. Đó là tất cả những gì trong buổi lễ tất niên ngày hôm nay chúng con xin được thông tri đến Thượng tọa chủ trì cùng chư tốt Thiền Đức Tăng Chứng Minh và toàn thể đạo tràng Liễu Tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo chương trình là giờ này sẽ là phần báo cáo của đạo tràng tu học chùa Diệu Pháp. Xin mời Phật tử Viên Lộc chúng ta bước ra nơi bàn MC cũng như hướng về chư tôn đức xá chào và chúng ta đọc báo cáo A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức chùa Diệu Pháp. Kính thưa toàn thể quý vị, thay mặt ban liên lạc đạo tràng chùa Diệu Pháp, chúng tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động đạo tràng chùa Diệu Pháp năm 2019. Một, số lượng Phật tử trong đạo tràng. Trong năm 2019, đạo tràng chùa Diệu Pháp đã diễn ra tất cả là 17 khóa tu. Trung bình mỗi khóa tu có từ 180 đến 200 tu sinh. Đây là số lượng Phật tử thường xuyên sinh hoạt tại đạo tràng. Nếu tính số lượng Phật tử của các nhóm phóng sanh thì tổng cộng số Phật tử trong đạo tràng của chúng ta là 716 vị. Ngoài các khóa tu định kỳ, đạo tràng chùa Diệu Pháp còn tổ chức các khóa tu vào các ngày lễ lớn trong năm như khóa tu trái tim của Bụt nhân ngày lễ Phật đản, khóa tu tri ân đấng sinh thành nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Chương trình khóa tu đặc biệt này được quý thầy sắp xếp gói gọn trong vòng một ngày với một chương trình thật là sinh động và khoa học, do đó đã thu hút được một số lượng hành giả về tham dự từ 300 đến 400 hành giả. 2. Các hoạt động của đạo tràng. 2.1. Công tác giáo dục. Trong các năm trước cũng như năm 2019, việc tu học tại đạo tràng luôn được quý thầy cập nhật những ý kiến phản hồi và có những cách hướng dẫn phù hợp đáp ứng được sự mong cầu của hành giả từ 6 giờ 45 phút đến 16 giờ 45 phút chiều với một chương trình khóa tu đặc biệt là kết hợp giữa thiền và tĩnh. Đặc biệt hơn là thời khóa thuyết giảng của khóa tu cũng được nhà chùa quan tâm, thỉnh thoảng mời các giảng sư nổi tiếng trong ban Hoằng Pháp về thuyết giảng để đáp ứng được đa dạng nhu cầu nghe Pháp của quý Phật tử về tu tập. Bên cạnh các thời khóa thuyết giảng, quý thầy trong ban chủ nhiệm khóa tu cũng đã sáng kiến ra thiết kế chương trình những câu hỏi đố vui Phật Pháp trên màn hình vi tính với tên gọi Những Đóa Sen Tươi. Chương trình đã gây một hiệu ứng tích cực đối với tu sinh. 2.2. Công tác tổ chức. Trong năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát của quý thầy trong ban chủ nhiệm khóa tu đạo tràng chùa Diệu Pháp, có nhiều khởi sắc và những chuyển biến tích cực cụ thể như sau. 1. Tổ hành đường được thành lập với số lượng là 10 vị. Ngoài đảm trách công việc ẩm thực của khóa tu, còn đảm trách tốt ẩm thực trong các ngày lễ lớn trong năm của chùa. Ban liên lạc đã cập nhật thông tin cá nhân chụp hình tu sinh để phục vụ cho việc phát hành sổ tay khóa tu làm bảng tên, tặng quà sinh nhật, v.v. Việc phát hành sổ tay khóa tu để ban liên lạc tiện việc theo dõi tu sinh tham dự các khóa tu với mục đích là kịp thời động viên, sách tấn, tu tập qua việc phát quà tinh tấn cho các tu sinh đã tham gia đầy đủ các khóa tu cụ thể như sau. Lần 1, số lượng Phật tử tinh tấn là 124 trên 184 vị, quà là một quyển sổ tay và một cây viết. Lần 2, số lượng Phật tử tinh tấn là 150 trên 257, quà là một chiếc nón bảo hiểm. Lần 3, số lượng Phật tử tinh tấn là 82 trên 276, quà là một bộ vải áo dài.
Đối với những trường hợp vì lý do khách quan không thể tham dự đầy đủ, cuối năm đạo tràng cũng đã gửi tặng đến các tu sinh này cũng như là các Phật tử trong các nhóm phóng sanh một chiếc túi đeo. Quý thầy cũng đã gửi tặng quà cho Phật tử đã tham gia kỳ thi giáo lý do Thành hội Phật giáo Việt Nam tổ chức với danh hiệu là đạt cấp quận. Đặc biệt trong khóa tu kỳ 15, tất cả các Phật tử trong đạo tràng vui mừng đón nhận quyển sách Thiền Định Ly Tham do thầy trụ trì gửi tặng, quyển sách do thầy biên soạn xuất bản ngày 28 tháng 10 năm 2019. Đây là một tài liệu rất cần thiết để các tu sinh tìm hiểu thêm trong quá trình hành thiền. 2.3 Công tác Phật sự. Trong năm 2019, đạo tràng chùa Diệu Pháp đã tham gia hầu hết các hoạt động Phật sự do chùa tổ chức như đi thập tự đầu xuân Kỷ Hợi, đi cúng dường trường hạ tại tỉnh Bình Thuận, đi phát quà từ thiện và cúng dường cho các chùa tại tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt vào dịp cuối năm. Ngoài ra, đạo tràng trong Phật tử cũng đã tham gia các khóa tu nhân ngày lễ Phật Đản, mùa Vu Lan báo hiếu và các khóa lễ lại ngũ bách danh nhân các ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. 2.4 Công tác từ thiện xã hội. Tặng quà cho các Phật tử trên 80 tuổi trong đạo tràng nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. 2. Tặng quà cho các cụ máy ấm tình thương chùa Diệu Pháp nhân mùa xuân Canh Tý 2020. 3. Đạo tràng chùa Diệu Pháp đã tổ chức 2 đợt khám chữa bệnh từ thiện bằng phương pháp đông y với sự hỗ trợ của Lương y Trần Quốc Tuấn và nhóm vòng tay nhân ái. Ngoài ra, Bệnh viện Hồng Đức cũng đã hỗ trợ cho chùa tổ chức làm một số mẫu xét nghiệm từ thiện cho các Phật tử. 4. Tặng nhà tình thương và trao tặng quà nhân ngày bàn giao nhà cho hộ gia đình anh Huỳnh Văn Hùng tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ngày 5 tháng 5, 2019. Cuối cùng là xây một cây cầu và phát 100 phần quà cho các em học sinh nghèo nhân ngày khánh thành cầu Diệu Pháp Bình An tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 15 tháng 9 năm 2019. Kính thưa quý vị, tất cả những cái hoạt động từ thiện này là chúng ta có những cái kinh phí và những cái nguồn thu chi như sau. Đây là cái bảng thu chi, chúng tôi chỉ nêu lên những số lượng tiêu biểu. Và số mà chi tiết thì chúng tôi cũng đã cập nhật và chúng tôi sẽ dán ngoài phòng liên lạc của ban đạo tràng. Quý vị Phật tử chúng ta nếu có nhu cầu để tìm hiểu thêm thì xin xem ở ngoài bảng liên lạc. Tổng cả năm thì chúng ta thu được là 644.830.000. Nguồn thu đến từ thứ nhất là xây nhà tình thương, chúng ta thu được 68.660.000. Thu tiền bộ đoàn để hỗ trợ cho thay tất cả các bộ đoàn trên hội trường là do quý vị Phật tử phát tâm là 21.740.000. Và thu để xây cầu Bình An là 113.618.000. Với tổng số tiền 844.830.000, chúng ta đã chi 452.249.000. Các khoản chi thứ nhất là mua cá phóng sanh là 62 triệu, xây nhà tình thương là 53.085.000, bộ đoàn 26.400.000, quạt hơi nước 40 triệu, cúng dường thập tự từ thiện Lâm Đồng 50 triệu, quà tinh tấn cuối năm và áo dài là 22.700.000, xây cầu Bình An là 85 triệu, chi phí sinh hoạt một năm thì gồm có tất cả những chi phí như ăn sáng, thăm bệnh hoặc là đi viếng tứ thân phụ mẫu, đó là những cái khoản chi mà chúng tôi đã chi thì số tiền là 79.864.000. Sự số tiền còn lại sau khi chi là chúng tôi còn lại là 192.584.000. Thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi, được sự quan tâm và tận tình hướng dẫn của quý thầy là động cơ thúc đẩy cho ban liên lạc ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc đưa ra các phương án, các chương trình cải tiến để việc tu tập của đạo tràng ngày càng khoa học hơn. Thứ hai, nhận được sự đồng thuận và sự hưởng ứng của Phật tử trong chương trình mà đạo tràng đã đề ra. Đây là điểm mạnh để làm nền tảng cho sự phát triển đạo tràng trong tương lai. 3. Trai đường đặt được thiết kế rộng rãi, mát mẻ, thức ăn đa dạng, phong phú. Bên cạnh sự hướng dẫn tận tình của quý thầy trong giờ quá đường đã giúp cho các tu sinh cảm nhận thế nào là dùng cơm trong chánh niệm. Khó khăn, việc nộp và phát sổ tay khóa tu chưa được nhịp nhàng đã làm ảnh hưởng phần nào đến tiến độ của việc xét quà tinh tấn. 2. Vì không gian của chánh điện tương đối nhỏ so với số lượng Phật tử ngày càng về càng đông, do đó việc lễ lại có phần khó khăn. Và phần thứ 5 là phần nguyện vọng của đạo tràng. Bổ sung vào chương trình tu học thời khóa hướng dẫn oai nghi của người Phật tử. Thứ hai, thời khóa dạy giáo lý. Thứ ba, cái phần đọc tên cầu an, cầu siêu trong thời khóa phóng sanh cần tinh gọn lại.
Thứ tư, tiếp tục duy trì việc thỉnh mời các giảng sư về thuyết giảng cũng như tiếp tục chương trình Những Đóa Sen Tươi để chương trình tu học ngày càng sinh động hơn. 6. Kế hoạch hoạt động năm 2020. Tham gia khóa tu một ngày an lạc và phóng sanh định kỳ 2 lần trong tháng theo lịch đã cụ thể hóa trong năm 2020. 2. Triển khai 2 loại thẻ quét mã vạch để điểm danh. 3. Xây dựng lại nội quy đạo tràng và nghĩa vụ và quyền lợi của Phật tử khi thường xuyên sinh hoạt đạo tràng. 4. Phát triển đạo tràng từ 300 đến 400 vị. 5. Tiếp tục tổ chức các hoạt động từ thiện như xây cầu, xây nhà tình thương và phát quà. Cuối cùng là triển khai hệ thống màn hình LED trong các thời khóa tụng kinh. Kính bạch trên Thầy trụ trì cùng chư Tôn Đức. Kính thưa quý vị, nhìn chung qua một năm tu học và làm các Phật sự có thể nhận ra được những thành tựu được như ngày hôm nay là nhờ vào sự gia tâm của chư Tôn Đức, sự chia sẻ và hỗ trợ của các Phật tử, đặc biệt là sự giúp sức nỗ lực của các thành viên trong ban liên lạc. Những khó khăn còn lại của đạo tràng sẽ cố gắng khắc phục mỗi ngày càng tốt hơn để đáp ứng nhu cầu tu học và phụng sự xã hội. Cuối cùng, kính nguyện chư Phật gia hộ chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử, quý vị một năm mới được nhiều sức khỏe và thành tựu mọi ước nguyện. Kính bạch trên Thầy trụ trì cùng chư Tôn Đức, trên đây là toàn bộ nội dung hoạt động của đạo tràng Chùa Diệu Pháp trong năm 2019. Tồn quỹ còn lại, chúng con thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo số tiền 192.581.000 đồng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Kính ngưỡng mong chư Tôn Đức từ bi chứng minh cho hàng Phật tử chúng con, để chúng con được ân chiêm công đức và rất mong nhận được sự giáo huấn từ Thầy trụ trì để chúng con y giáo phụng hành. A Di Đà Phật, đó là phần báo cáo của đạo tràng tu học Chùa Diệu Pháp. Và theo báo cáo là phần cúng dường tịnh tài của đạo tràng đến chùa để nhằm mục đích hướng về công tác xây dựng chùa cho ngày hoàn thiện tốt đẹp. Và giờ đây để cho buổi lễ cúng dường được diễn ra trang nghiêm, xin toàn thể mọi người trong đạo tràng chắp tay trang nghiêm. Mời cô Viên Lộc và cô Viên Quanh từng bước chúng ta lên bàn chứng minh nơi thượng tọa chủ trì, chúng ta cùng quỳ xuống và dâng cái tấm lòng của mình qua cái con số tịnh tài 192.581.000 đồng với một cách thành kính và trân trọng nhất. Xin toàn thể đạo tràng một lần nữa hướng về lễ đài cùng nhau hoan hỷ và cho một tràng pháo tay để cúng dường phần tịnh tài đến thượng tọa chủ trì và chư tăng chùa Diệu Pháp để chứng minh cho. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo chương trình là phần báo cáo của mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp. Xin cung thỉnh mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp thầy Quản Nhẫn Tiến cử người để đọc báo cáo. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thầy trụ trì cùng quý thầy chùa Diệu Pháp cùng quý Phật tử trong đạo tràng chùa Diệu Pháp. Vì do lý do một số cá nhân bên mái ấm tình thương có duyên sự và bản Phật sự, vì thế con xin thay mặt chùa Diệu Pháp để được đọc bản báo cáo hoạt động tổng kết trong năm 2019 vừa qua. Trước những mảnh đời, những số phận bất hạnh, neo đơn, không nơi nương tựa, không một người thân chăm sóc, nhiều năm qua, mái ấm đã từng bước xây dựng một cơ sở ngày càng được hoàn thiện, đạt mức độ tốt nhất từ vật chất cho tới tinh thần. Nối tiếp những thành tựu và khắc phục những hạn chế trong năm 2018, trong năm vừa qua, mái ấm xin được báo cáo tình hình hoạt động như sau. Về tình hình hoạt động năm 2019, sĩ số đầu năm là 44 cụ, hiện tại là 38 cụ. Một số cụ đã mất và xin được hồi gia. Về thuận lợi bộ máy hoạt động, về tinh thần thì tăng thêm một nhân viên tâm lý, chuyên phụ trách về mặt tâm lý, theo dõi và tổ chức những hoạt động như nghe nhạc, thuyết pháp, trò chuyện nhằm hỗ trợ tốt về mặt tinh thần cho các cụ.
Thứ hai, về chăm sóc sức khỏe cho các cụ thì đã đi vào nền nếp, khám định kỳ 6 đợt trên 1 tháng. Bộ phận bếp và chăm sóc luôn hoàn thiện tốt về mọi chức năng và công việc của mình, chăm sóc chu đáo cho các cụ. Về cơ sở vật chất, năm vừa qua đã bố trí lại phòng ăn. Ngoài bố trí phòng ăn thay đổi, phòng tập thể dục đồng thời hoàn thành được một số chỉ tiêu sau. Về chi phí làm tủ là 80 triệu đồng, thay 10 quạt trần là 3,5 triệu đồng, thay đồng bộ chiếu tre mền gối là 12 triệu đồng, bổ sung thêm một máy giặt 8 triệu đồng và chi phí nâng thang máy, hoàn thiện thang máy để cho các cụ lên trên sân thượng phơi đồ là 200 triệu đồng. Tổng chi phí trong năm vừa qua là 303.500 triệu đồng. Về mặt khó khăn thì vẫn chưa triển khai được về tìm kiếm các nguồn hỗ trợ về tài chính cố định để dễ dàng hơn trong việc thu chi, chăm lo cuộc sống cho các cụ, chưa cải thiện nhiều về mặt tinh thần cho các cụ lẫn và cụ liệt. Và thứ hai là định hướng và kế hoạch trong những năm tiếp theo. Thứ nhất, sẽ cố gắng nhận và nuôi dưỡng tối đa 45 cụ do điều kiện chăm sóc của mái ấm không đủ điều kiện để cung cấp nhiều hơn. Thứ hai, trang bị thêm một số cây xanh trong nhà, tạo không gian và tăng cường về mặt tinh thần. Thứ ba, hướng tới việc vận động sự hỗ trợ cố định từ một số mạnh thường quân, đồng thời mở rộng kết nối học sinh, sinh viên nhằm để lại một dấu ấn Phật giáo trong lòng tất cả mọi người. Thứ tư, đưa ra khẩu hiệu chăm sóc các cụ như mẹ của mình để làm tiêu chí đánh giá nhân viên. Thứ năm, tổ chức đi từ thiện mang tên Tình Thương Đổi Tiếp Tình Thương tại một số cơ sở khác nhằm giúp các cụ gắn kết, chia sẻ, đồng cảm hơn với những mảnh đời khó khăn ngoài xã hội. Về nội dung thứ năm, có nghĩa là các những đồ dùng nào các cụ bệnh trái hay sữa không có sử dụng thì cuối năm bên Mẹ Ấm Tình Thương sẽ có tổ chức đi các cơ sở còn lại để trao tặng những món quà đó tới các cơ sở khó khăn hơn. Và vừa qua con xin được thông tri đến cái báo cáo tổng kết cuối năm của Mẹ Ấm Tình Thương. Cuối năm chúng con cũng kính chúc quý thầy cũng như toàn thể quý vị Phật tử chúng ta có một sức khỏe dồi dào, thân an tâm lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được tri ân thầy Quảng Nhẫn Tiến đã báo cáo về những hoạt động cũng như những thành tựu của Mái Ấm Tình Thương Chùa Diệu Pháp. Và tiếp theo là phần báo cáo của Hội Đồng Hương Làng Thượng Nông Chùa Diệu Pháp. Xin kính mời Hội trưởng Hội Đồng Hương lên trên để trình bày báo cáo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Nguyên Pháp cùng quý thầy chùa Diệu Pháp. Kính thưa ban liên lạc đạo tràng chùa Diệu Pháp, Mái Ấm Tình Thương chùa Diệu Pháp, gia đình Phật tử Sen Hồng chùa Diệu Pháp. Tôi là hội trưởng ban liên lạc Hội Đồng Hương Thượng Nông tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin thay mặt toàn thể bà con dân làng Thượng Nông đang sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng cảm ơn đến thầy trụ trì và quý thầy chùa Diệu Pháp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội Đồng Hương Thượng Nông chúng tôi làm tròn vai trò trách nhiệm đối với đồng hương của mình, được sinh hoạt lồng ghép cùng với nhà chùa trong một năm vừa qua giữa đạo và đời. Nay Hội Đồng Hương Thượng Nông tại thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi xin phép được tổng kết lại những hoạt động của hội chúng tôi như sau. Thứ nhất, đầu năm 2019, ngày Chủ nhật 17 tháng 2 2019, nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019, hòa chung với đón xuân an lạc của chùa, Hội Đồng Hương Thượng Nông tổ chức họp mặt đầu xuân tại chùa Diệu Pháp với chương trình chủ đề Xuân Nghĩa Tình
không ngoài mục đích của hội nhằm tạo mọi điều kiện do gia đình Thượng Nông gặp nhau chúc Tết và chia sẻ những cảm đồng cảm với nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó là lễ dâng bài vị tiền bối hữu công, đồng thời kết hợp chúc thọ các cụ cao tuổi, lão thành với phần quà và giấy mừng thọ cho 6 cụ tròn 80 tuổi và 50 cụ trên 80 tuổi cùng tổ chức hái lộc đầu năm. Thứ hai, về tinh thần đoàn kết và lưu truyền truyền thống uống nước nhớ nguồn, nêu cao nhận thức cho các thế hệ trẻ. Hậu duệ của làng Thượng Nông chúng tôi, họ Nguyễn Phúc Thành không ngần ngại hướng về cội nguồn nhân dịp Thanh Minh với chuyến đi về quê nhà Thượng Nông, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam với chuyến đi gồm 12 người, và họ Nguyễn Hữu cũng tổ chức tương tự như vậy với số người tham dự khoảng 15 người. Để ký ức được hồi sinh, tái mảnh quê hương đất của mình, để được thắp nén quê hương cho các cụ đồ. Thứ ba, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Đó là đạo lý mà Phật đã dạy cho con người, lấy đó làm cách sống, tấm gương cho phận làm con. Từ ý nghĩa đó, chúng tôi đã thỉnh quý thầy chùa Diệu Pháp khai tâm gia đình hội viên làng Thượng Nông trong đại lễ Vu Lan báo hiếu của hội, và mỗi hội viên của hội được chính thức bàn tay quý thầy cài bông hồng hoặc bông trắng lên ngực áo, tôn vinh cho những ai còn cha còn mẹ hoặc ngậm ngùi chia sẻ cho sự ra đi của đấng sinh thành. Thứ tư, cũng trong dịp này, hội đã trao những phần thưởng cho con cháu dân làng Thượng Nông có thành tích học tập trong năm học 2018-2019 như sau. Cấp 1 có 48 cháu, phần thưởng gồm có một cái giấy khen, 10 quyển vở và 200.000 tiền mặt, cộng với một cái túi sách. Cấp 2 có 39 cháu, phần thưởng gồm một cái giấy khen, 10 quyển vở, 300.000 tiền mặt và một cái túi sách. Cấp 3 có 14 cháu, phần thưởng gồm có một cái giấy khen, 10 quyển vở, 400.000 tiền mặt và một túi sách. Và đồng thời có 2 cháu đổ vào trường đại học, chúng tôi có phát phần thưởng cho mỗi cháu là 500.000. Thứ 5, trong năm qua hội chúng tôi có 8 cụ ông, cụ bà vì tuổi cao sức yếu đã từ trần. Hội chúng tôi cùng bà con trong họ cũng đến viếng chia buồn, đồng thời hội chúng tôi cũng tổ chức lễ tế cho những cụ quá cố trên 80 tuổi. Ngoài ra, Ban Liên lạc Hội đồng hương Thượng Nông tại thành phố Hồ Chí Minh hướng tâm hội viên đóng góp quỹ xây dựng chùa, quỹ khuyến học và quỹ làng. Năm Kỷ Hợi 2019 là năm mang dấu ấn nghĩa tình nghĩa tận. Ban Liên lạc Hội đồng hương Thượng Nông tại thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cùng dân làng luôn nghĩ tới tâm đức độ của cố Hòa thượng Thích Tâm Khai. Tâm nguyện của Hòa thượng Thích Tâm Khai đã được thể hiện bằng tấm lòng từ bi của quý thầy. Cùng Ban Liên lạc Hội đồng hương Thượng Nông thành lập thạch cốt trang quy tụ các hài cốt đồng hương về an vị dưới mái chùa Diệu Pháp. Phương hướng hoạt động cho năm 2020. Thứ nhất, về mặt tổ chức, Hội đồng hương Thượng Nông tại thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn lại cơ cấu nhân sự gồm có Ban Cố vấn, Ban Liên lạc, Ban Nghi lễ, Ban Tổ chức sự kiện. Thứ hai, duy trì các sự kiện truyền thống, họp mặt đầu xuân mừng thọ các cụ cao tuổi, hành hương về nguồn, hướng tâm về đấng sinh thành cùng với chùa Diệu Pháp qua đại lễ Vu Lan báo hiếu và phát thưởng cho con cháu dân làng Thượng Nông có thành tích học tập tốt. Thứ ba, đưa các hài cốt dân làng hiện chưa bốc, đang chôn tại chùa, đang chôn tại Nghĩa Trang Bình Hương Hòa thuộc Nghĩa Trang làng Thượng Nông đang trong quá trình giải tỏa. Thứ tư, động viên bà con dân làng. Thứ nhất, chuyển hổ cốt thành thạch cốt đang an vị tại chùa Diệu Pháp, tham gia khóa tu một ngày do chùa Diệu Pháp tổ chức theo định kỳ 1 tháng 2 lần. Thứ ba, theo dõi mọi sinh hoạt của chùa để có thể tham dự.
Trên đây là những hoạt động của Ban Liên lạc Hội đồng Hương Thượng Nông đã thực hiện trong năm 2019 với ý nghĩa nhân văn giữ vững tình đồng hương giữa đạo và đời trong những năm qua nói chung và năm 2019 nói riêng và phương hướng hoạt động năm 2020. Kính chúc Thầy trụ trì, quý Thầy và Phật tử chiều giới Pháp sức khỏe, cống hiến cho trọn vẹn đạo và đời. Xin hết. A Di Đà Phật xin được trân trọng cảm ơn phần báo cáo của ông Nguyễn Văn Nho, Hội trưởng Ban Liên lạc Hội đồng Hương Làng Thượng Nông Chùa Diệu Pháp. Và tiếp theo là phần báo cáo của gia đình Phật tử Sen Hồng. Xin mời Phật tử Đồng Sương Nguyễn Phi Tuyết lên báo cáo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì và chư Thiền Đức, Ban Liên lạc Chùa Diệu Pháp cùng tất cả quý đạo tràng. Thay mặt cho toàn thể huynh trưởng và các gia đình và các đoàn sinh gia đình Sen Hồng cho phép chúng con được trình bày báo cáo hoạt động của gia đình Sen Hồng trong một năm qua như sau. Một, quá trình hoạt động. Gia đình Sen Hồng thành lập cho đến nay được 14 năm dưới sự cố vấn của Thầy trụ trì và quý Thầy quản nhiệm của gia đình Sen Hồng. Cho đến nay, gia đình Sen Hồng có nhiều tiến triển hơn trong mọi lĩnh vực. Trong năm 2019, Sen Hồng chúng con đã thực hiện được những tiêu chí mà Thầy quản nhiệm đã đề ra. Lập danh sách các em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học thường xuyên đi sinh hoạt để hỗ trợ cho các em một phần học bổng và những điều kiện cần thiết khi vào năm học mới như tập vở, tạo cho các em cảm thấy ấm áp hơn khi chọn Diệu Pháp là gia đình thứ hai của mình. Tặng quà khuyến khích cho các em thường xuyên đi sinh hoạt, tạo sân chơi lành mạnh cho các em để các em tránh xa những nơi vui chơi giải trí và có thể làm hư hỏng bản thân. Tổ chức sinh nhật cho các em từ tháng 1 đến tháng 12 chia làm 4 quý để các em gắn kết và yêu thương nhau hơn. Mỗi tháng gia đình Sen Hồng tổ chức buổi cơm chánh niệm cho các em để các em có một buổi cơm ấm áp tình thầy trò. Phát quà đêm cho những người vô gia cư 2 tháng một lần, gồm 100 phần quà và bao lì xì, hướng các em biết làm công quả tại chùa trong các dịp lễ lớn và khóa tu định kỳ do chùa tổ chức. Đề cử một số huynh trưởng làm bên truyền thông để hỗ trợ phần nào cho chùa vào các dịp lễ lớn diễn ra trong năm. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa dưới sự cho phép của Thầy Cố vấn Giáo hạnh cùng Thầy quản nhiệm nhằm giúp các em thay đổi trong không gian sinh hoạt và giải trí, bên cạnh đó tạo sự gắn kết giữa các em đoàn sinh với nhau và với chùa. Tổ chức mô hình sinh hoạt trại cho các em, mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em ôn tập và tổng kết các kiến thức đã học được vừa qua trong quá trình sinh hoạt về Phật Pháp và cả những hoạt động thanh niên. Dạy học và kiểm tra kiến thức định kỳ để đảm bảo việc các em có nền tảng vững chắc trong quá trình sinh hoạt và phát triển một nhân cách mới. Nhìn chung, một năm qua, gia đình Sen Hồng đã có những thành tựu và những khó khăn nhất định. Về mặt thành tựu, Thầy Cố vấn Giáo hạnh tạo điều kiện cho gia đình Sen Hồng mở quầy lưu niệm vào các mùa lễ lớn để phụ với chùa phần nào và qua đó giúp đỡ các em gieo duyên ngôi Tam Bảo. Với sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy quản nhiệm mà các hoạt động của gia đình Sen Hồng được thuận lợi hơn về nhiều mặt. Các bạn đoàn sinh cũng như huynh trưởng ý thức rõ hơn về vai trò và bổn phận của người làm con, làm trò, từ đó các em có được sự trưởng thành nhất định về lễ nghĩa. Nhờ vào sự quan tâm giúp đỡ và đóng góp của quý mạnh thường quân mà các em có thêm điều kiện để chăm sóc bản thân vào các dịp lễ Tết, giúp các em có sách vở đến trường và quần áo mới đón xuân, cũng như những dịp chào đón năm học mới. Thông qua các hoạt động do chùa tổ chức, các em có được sự phát triển tốt hơn về khả năng nhận thức và trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Về mặt khó khăn, gia đình Sen Hồng vẫn còn những hoàn cảnh các em còn khó khăn, khiến điều kiện các em đi sinh hoạt không nhiều. Hầu hết các em đoàn sinh lớn và thành chương trình học đều có công việc, nên số lượng các em đoàn sinh sinh hoạt thuyên giảm. Nhân lực còn mỏng trong việc quản lý đoàn sinh và công việc hỗ trợ các công quả tác của chùa. Trong một năm qua, với những khó khăn đã đề ra, toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Sen Hồng chúng con có những nguyện vọng như sau. Vì kiến thức chúng con còn hạn hẹp trong nhiều khâu tổ chức cũng như giáo lý Phật Pháp, nên chúng con mong quý Thầy có thể dạy thêm cho những điều mà đoàn thể chúng con chưa được am tường.
củng cố lại những cơ sở và khu vực hoạt động một cách nhất định để chúng con có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Cần xây dựng thêm những chương trình ngoại khóa và tạo điều kiện kỹ năng hơn cho huynh trưởng, đoàn sinh nhằm tạo sự hứng thú khi sinh hoạt và thu hút những bạn có nhu cầu sinh hoạt tại gia đình Sen Hồng. Thứ ba, cam kết về những hoạt động kế hoạch trong năm 2020. Với những thành tựu trên, chúng con đã cam kết rằng sẽ thực hiện tốt những hoạt động đã đề ra và cố gắng phát triển thêm những lĩnh vực mới, luôn luôn là những Phật tử với tâm tính vững mạnh và sống đúng với tinh thần gia đình Phật tử với châm ngôn, bi, trí, dũng, và nêu cao khẩu hiệu tinh tấn để không làm phụ lòng tứ trọng ân, từ đó xây dựng một cuộc sống tốt đời đẹp đạo, noi theo tấm gương của chư tôn đức tăng với đức bổn sư từ phụ truyền bá đạo pháp theo đúng nghĩa người con Phật. Các hoạt động trong năm 2020 của gia đình Sen Hồng tiếp tục duy trì thực hiện những công tác đã được thầy quản nhiệm đề ra, thực hiện bổ sung thêm nhiều giáo dục về kiến thức Phật pháp và công tác tổ chức cho các đoàn sinh và huynh trưởng, phấn đấu với các hoạt động đa dạng nhằm tăng thêm số lượng đoàn sinh đi sinh hoạt và tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các em. Chúng con dự kiến tổ chức hội trại liên kết ba gia đình trong thành phố nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập gia đình Sen Hồng vào hè năm 2020, dự kiến vào tháng 7 năm 2020. Mong thầy cố vấn giáo hạnh hoan hỷ và hướng dẫn cho chúng con hội trại này được thành công tốt đẹp. Sau cùng, thay mặt cho toàn thể trại sinh cũng như các huynh trưởng của gia đình Sen Hồng, chúng con kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và mãi là những người đưa đường chỉ lối cho chúng con trên con đường tu học. Nhân dịp năm hết Tết đến, gia đình Sen Hồng xin lời gửi đến lời chúc toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng, quý cụ mái ấm, làng Thượng Nông có những ngày cuối năm thật nhiều hạnh phúc bên cạnh gia đình và những người thân của mình. Lời cuối cùng, xin kính chúc tất cả mọi người có được một mùa xuân Canh Tý tràn đầy hỷ lạc, nhiều sức khỏe và thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn phần báo cáo của Phật tử Đồng Sương Nguyễn Phi Tuyết về những thành quả đạt được của gia đình Sen Hồng Chùa Diệu Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Chủ trì Chùa Diệu Pháp cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Chùa Diệu Pháp. Vừa qua là phần báo cáo của tất cả các ban về những hoạt động của mình trong năm vừa qua với những thành tựu và những điều chưa thành tựu. Và giờ đây, để tán thán sự thành tựu của Phật sự qua những báo cáo, theo chương trình là phần tặng quà để tán thán những thành tựu đó. Trước hết xin được gửi quà tặng đến 10 vị tinh tấn nhất, 10 vị Phật tử tinh tấn nhất trong khóa tu của Chùa Diệu Pháp. Xin được sướng tên để Thầy Chủ Trì cùng Chư Tôn Thiền Đức chứng minh và mời quý vị chúng ta lên trên phía trước nơi lễ đài để chốc lát nữa cùng đón nhận cái quà của Thầy Chủ Trì cũng như là sự chúc mừng của toàn thể đạo tràng và hội chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết là Phật tử Nguyên Thể Thế Danh Nguyễn Thị Thình, Phật tử Diệu Minh Liên Thế Danh Phùng Tú Oanh, Phật tử Nguyên Hương Thế Danh Lê Thị Quế, Phật tử Tuyết Hương Thế Danh Lương Thị Tốt, Phật tử Diệu Đạo Bê Thế Danh Bùi Thị Thanh Tám, Phật tử Nguyên Hà Thế Danh Đinh Thị Mai Nơ, Phật tử Diệu Thanh Cúc Thế Danh Lê Thị Mai Thanh, Phật tử Diệu Vân Thế Danh Trần Thị Thu, Phật tử Hòa Dung Thế Danh Phan Thị Dung, Phật tử Trúc Pháp Thế Danh Hứa Thị Thiền. Xin mời toàn thể Phật tử chúng ta lên phía trên. Thank you.
con vấp ngã, thầy đến bên con nên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa chủ trì, chư tôn thiền đức tăng trì diệu pháp, kính thưa toàn thể hội chúng. Tiếp theo là phần tặng quà Tết với sự phát tâm của đạo tràng tu học trì diệu pháp, gửi tặng quà Tết đến tất cả các cụ trong mái ấm tình thương trì diệu pháp. Trong buổi lễ này xin được tặng tượng trưng năm cụ, xin được sướng tên và quý vị trong ban hậu cần vui lòng mà sắp xếp khu vực tặng quà đến các cụ. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết xin được sướng tên năm cụ, đó là cụ Trần Thị Nui, cụ Nguyễn Thị Tươi, cụ Hoàng Thị Vân, cụ Phần Phùng Thị Thanh và cụ Trần Thị Duyên. Xin mời các cụ lên phía trên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa chủ trì cùng chư tôn thiền đức tăng trì diệu pháp, trong năm vừa qua gia đình Sen Hồng cũng đã có những em có được những thành tựu học tập tốt đẹp và cao nhất trong gia đình. Do vậy, để động viên, khuyến khích cũng như tạo mọi điều kiện tốt đối với các em, tập thể gia đình Sen Hồng, nhất là thầy quản nhiệm, đã phát tâm để trao tặng quà thưởng đối với các em có thành tích học tập tốt nhất trong năm vừa qua. Và trong buổi lễ hôm nay, xin được sướng tên các em để đón nhận cái phần thưởng trong ngày hôm nay. Đó là em Thái Văn Quân, em Bùi Thanh Hiếu, em Vũ Phúc Điền, em Quỳnh Nguyễn Như Lộc, em Phan Nguyễn Khôi Nguyên. Xin mời các huynh trưởng hướng dẫn các em lên phía trên để đón nhận phần thưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời thầy cùng chụp một tấm hình với các em. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bạch trên thượng tọa chủ trì cùng chư tôn thiền đức tăng trì diệu pháp cùng toàn thể hội chúng. Một năm vừa qua, với tất cả sự nỗ lực và phấn đấu của một tập thể trong các ban đạo tràng tu học chùa Diệu Pháp, mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp, hội đồng hương làng Thượng Nông chùa Diệu Pháp và gia đình Phật tử Sen Hồng chùa Diệu Pháp có được những thành tựu như ngày hôm nay là sự phát tâm của tất cả các vị. Và bên cạnh những thành tựu đó cũng còn một số mặt còn hạn chế. Để cho một năm mới sắp đến với những thành công tốt đẹp hơn, cũng như cái việc tu tập của từng người có sự tiến triển tốt đẹp hơn, giờ phút này xin được thay lời tất cả mọi người trong các ban, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa chủ trì chứng minh buổi lễ có đôi lời đạo từ khuyến tấn cũng như sách tấn tất cả các ban để một năm mới sắp đến
mọi công tác Phật sự được hoàn thành viên mãn, cũng như mọi nỗ lực tu tập được thành tựu. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy Chùa Diệu Pháp, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Trước tiên thì thầy xin có lời tán thán, lời ca ngợi những cái việc làm của quý vị Phật tử trong suốt một năm qua. Những việc làm hết sức là ý nghĩa. Nếu như mà để những sự việc đó một cách rời rạc á, thì mình sẽ có cái cảm giác như là không có ý nghĩa gì to lớn, không có gì là quan trọng. Nhưng mà khi ngồi tổng kết lại, ghi chép lại như thế này, thì mới thấy rằng những cái Phật sự trong suốt một năm qua của chúng ta thật sự rất là đáng kể, rất là ý nghĩa. Thành thử một lần nữa đó, thầy cũng xin thay mặt cho quý thầy ở trong Chùa Diệu Pháp, xin bày tỏ cái sự hoan hỷ và cái sự tán dương, ca ngợi công đức của tất cả các ban cũng như là quý vị Phật tử đã hoạt động trong suốt một năm qua. Thứ hai thì thầy có vài lời định hướng cho cái hoạt động của năm tới, năm 2020 của chúng ta. Định hướng những cái hoạt động chính yếu thôi. Thì như các vị cũng đã biết đó, thì trong cái chương trình dạy học ở ngoài thế tục, ở ngoài đời đó, đã từng có một cái giai đoạn người ta đã dạy cho học sinh, dạy cho sinh viên trong những cái giáo trình chính thức đó, người ta dạy rằng cái lòng tham của con người đó là rất là quan trọng, rất là cần thiết, bởi vì đó là cái động lực cho con người lao động sản xuất rồi tạo ra của cải vật chất giúp cho con người cuộc sống được tiện nghi hơn, và qua đó là gián tiếp cái lòng tham, cái tham vọng đó, đưa đến cái hạnh phúc cho con người. Thì cái giáo dục ở ngoài thế tục đó, người ta đã từng có một cái giai đoạn thừa nhận cái quan điểm đó, và thậm chí đến tận ngày hôm nay cũng vậy, cái quan điểm đó, cái sự thừa nhận đó vẫn còn, nghĩa là người ta vẫn coi trọng cái lòng tham, người ta kích thích cái lòng tham ở con người rất là nhiều. Thì tuy nhiên mà nói đó, quan sát thực tế cái thực trạng cái xã hội sống ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng cái quan điểm đó chỉ đúng một phần nhỏ mà thôi. Còn cái phần lớn thì lại không đúng với chánh pháp của Phật. So với chánh pháp của Phật thì rất là khác. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật dạy cái lòng tham của con người chính là cái sự đau khổ triền miên ở trong tâm lý. Nhiều khi chúng sanh khổ mà không biết làm sao khổ. Nhưng Đức Phật chỉ thẳng, Đức Phật nói đó chính là cái lòng tham, cái tham vọng, đó là cái nội dung đau khổ của con người. Và Đức Phật ví dụ Ngài nói cái lòng tham đó nó giống như một cái ngọn lửa, nó luôn luôn nó nung nấu, nó đốt cháy ở trong thân, trong tâm của chúng sanh mà chúng sanh không có biết. Cái ngọn lửa tham này đó, nó biến cái đời sống tinh thần của xã hội thành đầy rẫy cái sự bất an. Ví dụ các vị mở mạng internet lên thì có thể thấy cái tội phạm thì ngày càng nhiều, cái hình thức phạm tội thì ngày càng đa dạng, mà cái mức độ độc ác thì càng ngày nó càng ghê rợn hơn. Thì tất cả những điều đó đều là do cái lòng tham. Ở trong Đại Trí Độ Luận, cái bộ luận nổi tiếng về cái tánh không, cái tánh không rất là nổi tiếng trong triết học Phật giáo cũng như là triết học thế giới. Những tưởng không nói gì về lòng tham, nhưng kỳ thật mô tả cái hậu quả của lòng tham rất là sâu sắc. Đại Trí Độ Luận nói, do cái cộng nghiệp tham này của chúng sanh mà nó hiện ra những cái cõi nước xấu xí, gồ ghề, sỏi đá, v.v.
còn ở những cái cõi nước, ở những cái cõi tịnh độ đó, thì do không có lòng tham mà cái cõi nước đó được hiện ra một cách trang nghiêm, tốt đẹp. Các vị thấy, từ thế tục cho đến những cái triết lý nó cao sâu hơn nữa, đều chỉ dạy cho chúng ta thấy rằng cái tác hại của lòng tham rất là lớn. Thì điều đó nó chứng tỏ một điều gì? Chứng tỏ một điều rằng lòng tham không phải là cái động lực đưa đến hạnh phúc như người thế tục đã từng quan niệm. Người ta quan niệm rất là, người thế tục người ta thừa nhận cái tham vọng đã đành rồi, người ta còn kích thích cái tham vọng trong kinh doanh, trong kinh tế vân vân. Nhưng mà đối với đạo pháp chúng ta thì thấy rằng cái lòng tham rất là tai hại. Từ cái chỗ này thầy muốn nói như thế này nè. Khi lòng tham không được nhìn nhận là một sự nguy hiểm, không được kiểm soát, và nhất là không có cái phương pháp để chuyển hóa cái lòng tham đó, thì Phật tử trong đạo chúng ta và cũng như là người dân ở ngoài xã hội nói chung đó, sẽ sống trong một cái cuộc sống, một cái đời sống, nó biểu hiện ra một cái đời sống như thế nào? Nó vội vàng, nó chụp giật, nó bức rứt, nôn nóng, rồi nó lo âu. Và cái tác hại của cái lòng tham, của những cái tâm trạng đó, đó là nó sinh ra nhiều cái tật bệnh. Mình tưởng ở cái đó là cái bệnh của cơ thể, bệnh ở thể lý, nhưng kỳ thật dưới cái con mắt của bậc giác ngộ đó, thì cái lòng tham, những cái cảm xúc tiêu cực đó, nó sinh ra cái bệnh tật rất nhiều. Cho nên có những cái bệnh mà đi khám bệnh nó không có thấy, đi bệnh viện khám thì không có thấy bệnh. Bác sĩ cho uống thuốc là vitamin B16, B12 hỗn hợp để an ủi, để trấn an mà thôi. Rồi bác sĩ cũng nói là về phải giữ cho tinh thần nó thanh thản, đừng có lo âu nhiều. Trong khi đó các vị được đi chùa, được tu học, được dạy giáo lý, thì mình phải biết tiêu hóa những cái giáo lý Phật dạy, chuyển hóa cái lòng tham, giúp cho cái đời sống tinh thần được hạnh phúc và còn giúp cho chúng ta được khỏe mạnh ở cơ thể và góp phần làm cho xã hội trở nên bình yên. Cái xã hội hiện nay mà nó nhiễu nhương là một trong những cái lý do gọi là cái xã hội kim tiền. Kim là vàng mà tiền là tiền bạc, khiến cho con người sống bị quay cuồng, điên đảo, vọng tưởng theo cái đồng tiền. Tất cả đều là do cái lòng tham mà ra. Thì trước cái thực trạng đó, Chùa Diệu Pháp đã lưu ý, quan tâm đến cái hoạt động Phật sự trong năm 2020 của mình theo cái xu hướng gọi là phước huệ song tu. Phước huệ song tu có nghĩa là tu phước và tu huệ song song với nhau. Tu phước có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta vẫn duy trì tất cả các cái hoạt động thông thường hàng năm, như là từ thiện xã hội nè, giúp đỡ người nghèo khó, những người không có cơm ăn áo mặc, những người lang thang cơ nhỡ. Gia đình Sen Hồng làm vào những mỗi tối đó, đi phát quà, phát bánh cho những người không có nhà cửa, những bác xích lô vân vân. Rồi hàng Phật tử đi phát gạo, phát mì, rồi đi xây dựng những cái cây cầu ở nông thôn. Những cái hoạt động tu phước đó chúng ta vẫn duy trì. Rồi chúng ta tu huệ ở những cái pháp môn phương tiện như là pháp môn niệm Phật, pháp môn phóng sanh, trì chú, tụng kinh, vân vân. Chúng ta vẫn tu huệ ở cái mức độ, ở những cái pháp môn phương tiện chúng ta vẫn duy trì. Nhưng mà cái hoạt động mới của sang năm sắp tới đó là chúng ta sẽ cố gắng xây dựng một cái chương trình tu học thiền định ly tham để chúng ta nhận diện được lòng tham, để chuyển hóa lòng tham. Bởi vì tại sao nó như thế này nè?
Những người thông thường người ta nhìn, người ta nghĩ rằng, người ta ngỡ rằng cái lòng tham rất dễ nhìn nhận, rất dễ nhận thấy, rất dễ nhận biết, rất dễ thay đổi. Người ta ngỡ như vậy. Nhưng trên thực tế, càng tu nhiều, càng thực hành thiền định nhiều thì mới thấy rằng cái lòng tham ở sâu bên trong tâm hồn của con người ta phải được nhận diện, phải có hệ thống lý thuyết giúp cho thiền sinh trong cái quá trình quán chiếu một cách sâu sắc thì mới thấy được mọi cái ngóc ngách ở trong tâm hồn của con người, người ta tham như thế nào. Không dễ để mà chuyển hóa lòng tham nếu không được học, không được trang bị lý thuyết để nhận diện lòng tham, không được thực hành thiền định để nhận diện lòng tham thì không thể chuyển hóa được lòng tham. Cho nên cái thiền định ly tham này nó rất đặc biệt ở cái chỗ đó là trang bị cái hệ thống lý thuyết để cho các vị hiểu biết về chính mình đã có cái lòng tham như thế nào, đó nảy sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực, lo âu, sợ hãi, nóng giận, cáu gắt xuất phát từ lòng tham như thế nào. Thì sang cái năm mới này chúng ta sẽ được học cái hệ thống lý thuyết này như qua cái quyển thiền định ly tham Thầy đã tặng cho các vị đó. Thì các vị về nghiên cứu trước để trong năm nay chúng ta sẽ triển khai tu học cái pháp môn thiền định ly tham. Và như Thầy đã ghi ở trong cái quyển thiền định ly tham, nó không chỉ dừng lại ở chuyển hóa những cái cảm xúc tiêu cực giúp cho chúng ta sống an lành, hạnh phúc, mà cái thiền định ly tham này nếu các vị có cái căn cơ đại thừa có thể dẫn giúp cho các vị nghiên cứu về cái tánh thấy, cái tánh nghe, có thể đạt được cái sự ly tham toàn diện và cái sự giác ngộ nói chung theo cái thiền định đại thừa. Thì đó là cái hướng, cái phương hướng chính của cái hoạt động năm 2020 của đạo tràng chúng ta. Và Thầy cũng xin nói một điều nữa để cho các vị yên tâm. Có một điều rất đặc biệt là càng xả bỏ cái lòng tham bao nhiêu đó thì con người càng hạnh phúc bấy nhiêu. Mình thấy, mình cứ nghĩ rằng là xả bỏ lòng tham rồi mình không có mình làm ăn kinh doanh, là mình không có xin lời, không có xin lãi, rồi mình bỏ hết, rồi mình lại nghèo đi, rồi mình lại rầu lo. Không có cái chuyện đó. Rất là kỳ lạ. Càng xả bỏ lòng tham, càng bố thí cúng dường thì lương tâm, tâm hồn mình càng nhẹ nhõm, làm ăn lại càng phát đạt, cái phước đức nó lại càng phát sinh. Cái đây là cái điều mà rất đặc biệt ở trong cái thiền định ly tham nói riêng và trong cái giáo lý đạo Phật nói chung. Và cái lý do đó mà chúng ta cần phải xây dựng một cái chương trình tu học về thiền định ly tham trong cái năm tới đây. Thì cuối cùng là Thầy có một cái ý nhỏ nữa là hiện nay công việc chùa Diệu Pháp á, càng ngày thì càng nhiều, càng ngày càng phát triển, mà trong khi đó nhân sự thì càng ngày càng mỏng, tức là nhân sự cũ làm việc rất tốt nhưng mà vẫn rất cần thêm nhiều cái nhân sự khác phụ thêm để giúp cho đạo tràng ngày càng phát triển, rồi giúp cho cái công tác hành chánh của chùa, để phụ thêm với chùa làm nhiều cái công việc hành chánh, liên lạc với chính quyền để xin phép xây dựng, rồi nhiều cái công tác hành chánh khác hiện nay đang rất cần nhân sự. Phát tâm cúng, thay vì cúng dường tịnh tài thì các vị có thể cúng dường công sức, rồi có trình độ, có năng lực, có hiểu biết đó, thì phụ với quý thầy, phụ với ban liên lạc để giúp cho đạo tràng, giúp cho chùa có cái sự hoạt động nó ổn định và lâu dài hơn, nó bài bản hơn. Cuối cùng thì Thầy cũng mong quý Phật tử, các ban phát huy những cái thành tựu của năm 2019 vừa qua và cố gắng nỗ lực sang năm, như Thầy đã nói lúc đầu, là nỗ lực tu tập cái thiền định ly tham theo cái hướng phước huệ song tu đúng với lời Phật dạy. Sau cùng là xin kính chúc cho quý Thầy được nhiều cái sức khỏe, nhiều điều an lành. Cầu chúc cho quý Phật tử hiện diện ở đây được nhiều
điều an lành, vô lượng cát tường, được chư Phật phù hộ cho gia đình đầm ấm trong cái năm Canh Tý sắp tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được đại diện toàn thể đạo tràng nói lên lời xúc động và tri ân với cái tấm chân tình của Thượng Tọa đã có nhiều tình cảm, quan tâm đến đời sống tu học cũng như đời sống nơi gia đình của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tấm chân thành của Thượng Tọa chủ trì cũng như Chư Tôn Thiền Đức Tăng Trừ Diệu Pháp, chúng con một lần nữa xin tri ân quý Ngài, và năm mới Tết đến, chúng con cũng xin được kính chúc quý Ngài pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, chúng sanh dị độ, và mãi là những người thầy dìu dắt và nâng đỡ chúng con trên con đường tu học, và mãi là những cây cao bóng cả luôn che mát những tâm hồn cằn cỗi và những đời sống bất hạnh cũng như những khổ đau hiện diện trong cuộc sống chúng con. Và một lần nữa xin chúc Chư Tôn Thiền Đức luôn được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để gửi lời chúc tốt lành đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là cái ngày tất niên cuối năm, với tất cả niềm vui của mình qua trang phục, qua những cái đóng góp, tất cả mọi người luôn luôn là hào hứng, là phấn khởi. Trong chương trình này vẫn còn thời gian, do vậy chúng con được xin phép Thầy Chủ Trì cũng như Chư Tôn Thiền Đức Tăng cho chúng con cùng nhau hát một bài để mừng vui, chúc mừng những cái thành tựu của đạo tràng, của một cái tập thể các ban, và cũng như chào đón một năm mới với tất cả những cái sự hăng say và nhiệt huyết để cầu cho năm mới tất cả mọi điều đều được tốt đẹp, cũng như việc tu tập ngày càng tinh tấn hơn. Qua nhạc phẩm Niềm An Vui, chúng con xin được thỉnh ý kiến của Thầy. Xin tất cả mọi người cùng hòa theo tập thể hát một bài Niềm An Vui để gửi tặng đến Chư Tôn Thiền Đức và toàn thể hội chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ bộ phận âm thanh. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Vàng đến thôi người đừng đánh mất, khổ công đi tìm hình bóng đâu xa, khổ công đi tìm hình bóng đâu xa. Phần quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu vô phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giác giao mưa phá. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dưng tàn não
phiền, xa bến mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hằng sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác ngang vui, quyết quay trở về bờ giác ngang vui. Chị Đập Phật, quý vị vui không ạ? À? Vui xin cho tràng pháo tay. Chị Đập Phật, và giờ này là phần tặng quà và thiệp chúc Tết. Thầy chủ trì sẽ tặng quà và thiệp chúc Tết đến toàn thể quý Phật tử. Tuy nhiên trong buổi lễ ngày hôm nay xin được tặng tượng trưng, mỗi ban sẽ là 3 vị để lên nhận quà và thiệp chúc Tết từ thầy chủ trì. Trước hết xin mời bên đạo tràng tu học chùa Diệu Pháp cử ra 3 vị, và bên mái ấm tình thương xin mời các vị mạnh thường quân của mái ấm tình thương cử ra 3 vị, và bên hội đồng hương làng Thượng Nông cử ra ba vị lên phía trên để cho thầy chủ trì sẽ tặng quà và thiệp chúc Tết đến cho quý vị trong năm mới này. Nam mô A Di Đà Phật. Em mời tất cả quý vị. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa chủ trì cùng chư tôn thiền đức tăng chùa Diệu Pháp cùng toàn thể hội chúng, hơn một tiếng đồng hồ diễn ra buổi lễ tất niên với tràn đầy những niềm hoan hỷ. Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, tuy nhiên chúng ta hoàn mãn trong một niềm an vui, đó là những thành tựu mỹ mãn nhất. Và trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng con tuy có sự cố gắng hết sức cũng như có cái sự chuẩn bị chu đáo nhất, nhưng không sao tránh khỏi được những điều sơ suất của mình. Chúng con ngưỡng mong trên thượng tọa chủ trì chư tôn thiền đức tăng và toàn thể quý vị vui lòng bỏ qua để cho tất cả mọi việc đều được tốt đẹp và xin được khắc phục trong những buổi lễ tiếp theo. Và giờ này buổi lễ diễn ra cũng được thành tựu tốt đẹp, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa chủ trì cùng toàn thể chư tôn thiền đức tăng khởi niệm hồi hướng Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.